Xin chào, tôi là Hùng. Tôi xin chia sẻ bài học của mình ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023. Bài học của tôi ngày hôm nay là nếu bạn muốn đi nhanh thì đi một mình. Nhưng mà nếu bạn muốn đi xa thì phải đi cùng với đội nhóm. Và một cây làm trắng lên non, ba cây chụm lại sẽ thành hồn núi cao. Một người thì chỉ có một ý tưởng thôi và nó sẽ rất là giới hạn. Tuy nhiên có nhiều người cùng nhau xây dựng một cái ý tưởng và cùng hướng tới những cái ý tưởng mang tính sáng tạo thì nó sẽ tạo ra những cái ý tưởng vô cùng là tuyệt vời. Cũng như vậy, tôi đang thấy đội nhóm của tôi thì đội nhóm của chúng ta thì cũng đang tạo ra những cái điều, những cái ý tưởng rất là tuyệt vời để giúp cho công việc trở nên tốt hơn. Tôi tin chắc rằng đội của chúng ta sẽ là một đội rất là mạnh. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Bài học của tôi đó chính là gì ạ? Chúng ta phải biết kết hợp với nhau, biết phối hợp với nhau, biết hòa hợp với nhau, biết cùng nhau xây dựng những cái giá trị mang tới sự thay đổi tốt hơn cho đội nhóm, cho công ty, thì chắc chắn là sẽ đạt được những cái điều chúng ta mong muốn là 20.000 người có dùng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.